Anh Quang mới nói cái gì? Bữa nay anh vô đầu bếp anh nói với mọi người gán phụ quá, cho nó êm êm chút, chứ nhiều khi anh nấu ngon mà mọi người phụ không ngon là không được. Đặc biệt là Út với anh Khải á. Lái lại liền hả anh Khải? Nhiều khi cái này mà không ngon một cái là đổ thừa 200 chết luôn. Nhiều khi á là cả nhà biết rồi đó, nấu ăn còn cái hình thức nữa. Mà gia đình mình thì mỗi người một tay hết à. Cái hình, những cái hình thức mà bên ngoài á là do những người phụ bếp chính. Rồi đầu bếp chính là riêng, mà phụ bếp chính là riêng. Phụ bếp chính bữa nay có anh Khải với chú Út đang phụ quân, để chút xíu nữa là làm món chiều nay ăn cơm với lại xương xương. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chiều nay thì mọi người công chuyện xong xuôi hết cả nhà. Gia đình mình cũng ra ngoài đây chuẩn bị làm cái bữa ăn tối. Bữa nay thì nhà mình có là 3 con cá. Cá này là cá cóc nha cả nhà. Đây, cá cóc xong nè. Rồi sáng nay thì mình đi chợ Gò Quao thấy ngon quá, mình mua cái mình sơ chế, cái mình làm cho nó giữ lạnh nè, để cho nó còn tươi, để chiều nay gia đình mình nấu lẩu khoai cao. Ở đây thì 3 con cá thì em chuẩn bị, chị Ly thấy êm mông 3 củ khoai. Nó cái công thức của em là nó phải rõ ràng như vậy. Trời dữ trời. Là phải mua ngay cái củ bự như vậy. Đúng khoai cao nha. Củ nhỏ mình á, thường thường khoai môn là nó có màu vàng, khoai sáp á, nấu cái này nó không có đúng điệu của cái món cá này. Nên là em lựa 3 củ khoai này để mình nấu lẩu. Thì ngoài ra thì em có chuẩn bị mấy trái xà chua để hơi nữa mình trộn tôm khô. Chiều nay thì gia đình mình ngồi lại vừa ăn bún. Ai ăn bún thì ăn, ai ăn mì thì ăn. Thì rủ cha đồ ra lấy chai rượu ông anh tặng hôm bữa còn lại một chai đó. Gia đình mình ngồi làm xương xương. Món này không làm xương xương thất kiểu lắm. Vậy là cái công thức nha cả nhà, nếu mà cả nhà có làm cái món này là phải đúng 3 cá với 3 củ khoai môn, nhưng mà đặc biệt có 1 củ phải là lép bên vậy nó mới đúng công thức nha. Mua vậy tròn tròn nhé, dạng cơm. Nếu mà củ 2 củ nào... mấy à, 2 củ chín à. 3 cá này thì sáng mình mua nó tầm đâu 3 ký mấy. Đó. Thì cá này thì đặc biệt là mình không có đánh dẫy, mình mần sạch ruột. Xong bây giờ mình khứa ra, mình nấu cái nước lẩu gần hơi nữa mình nhúng. Rồi giờ mỗi người một tay đi ha. Cá này thì nãy mần xong rồi, cái mình có ngâm muối với lại giấm đó, cho nên là con mắt của nó đục đục. Chứ là sáng mình mua là nó còn ngớp ngớp luôn á. Đúng rồi. Nó còn sống. Tại vì cá này lâu lâu mới có, mình đi chợ lâu lâu mới có, nên thành ra là nấu cái món này chắc là em nghĩ là gia đình mình cũng chưa thưởng thức món này đúng không? Chị chưa biết luôn đó, dạ. Cưng giới thiệu là chị thấy lạ quá luôn đó. Nhà mình mới ăn kho lạc à. Đúng rồi, cá này có kho lạc thì mọi người biết rồi. Nhưng mà thường thường cái món nào mới á, để em nấu cho, tại vì em làm cái khẩu vị chuẩn. Dữ ta. Rồi qua đây phỏng vấn chút xíu rồi. Chút ơi, bữa nay ăn lẩu cá cóc nấu với lại khoai cao là ăn rau gì Út? Rau chạy nè, với rau cần. Đây là chị đọc chạy. Đọc chạy, rau cần. Rau cần. Có 2 thôi loại rau à. Cái này là rau nêm nè cả nhà. À có xà lách son nữa đây. Xà lách son nữa. Đang lặt rau cần, gán lặt sạch sạch đêm thôi, nó nấu ăn ngon đổ thừa nữa. Áp lực ghê. Chưa giờ là cái món lẩu này là mình phải nhúng rau cần nha. Còn những cái rau còn lại mình muốn thêm gì thì thêm. Mà em thấy là bà con hay ăn đặc sản của cái món cá cóc nấu khoai cao á, là mình phải ăn rau cần. Mà rau cần này nó không được đúng bài không á, được rau cần thơm á anh Khải. Rau cần thơm, rau cần nước á ha. Dạ, cái cần mà cần thơm nhỏ. Cần thơm nhỏ nhỏ đó. Cần nước đó. Bữa nay lật rau thấy áp lực quá trời. Hải áp lực quá không? Bình thường con có nói gì đâu. Bữa nay đầu bếp mới làm sao mà quá thằng ngôn nè. Út cứ an tâm đi, tương lai còn dài dài đó. Cái rau này là rau dại nè cả nhà. Cái này là đọt chọi đó, mà mình kêu miền Tây nó rau chạy, rau chạy. Khỏi uống lưỡi uống gì hết trơn. Cái này cái ngó non. Vài bữa bắt đầu nó xè, nó thẳng ra như vậy. Đó, rồi từ từ nó lớn lên, nó giống như là rau gán vậy đó. Cái này cảm giác nó nhớt nhớt, mà khi mình ăn thì nó không có nhớt, nấu canh thì nó không có nhớt ra cái nước đâu. Mà nhai thì nó hơi nhớt nhớt anh Khải nha. Nhai thì nó hơi nhớt, nó có độ nhớt, nhưng mà trời mưa bắt đầu mưa là mới có thôi, chứ thật sự ra mấy thì nó cũng không có non nhiều lắm đâu. Trời bắt đầu có mưa là có rồi đó. Thì đó mà đi tháng mưa mà rau chạy nè, đi dụp ở bập bè đó. Hái, trời ơi nó dắt gì đâu hết trơn. Hái cái này là chỗ nào có dắt thì thôi rồi á. Về nhà là phải có vài dít con về bắt về con dắt. Con đây trà. Thế này nhiều chứ mình lật lại cũng không còn nhiêu đâu. Còn nhiêu đâu, dưới cứng rồi.
Dạ, cha ông già vợ anh á, mình là ông thích ăn cái này mà loại mà lá chứ không phải cái đọt non nào. Tất nhiên là cái này nè cả nhà, nhưng mà nó lớn hơn á. Nó lớn lên á là nó muốn già đó, mình ăn cái cọng không được, bắt đầu ăn lá. Ly cũng vậy, thích ăn lá lắm. Lá nó giòn á anh thấy, lá nó giòn. Mà mình lá mình cũng nhúng ăn cũng im nha. Hả? Lá thì giòn. Mà cái đọt này thì nó ngọt. Nó còn non thì nó ngọt, còn đúng lá rồi. Thì nó giòn. Lá da cái giá thành nó rẻ hơn cái đọt này, nó mắc lắm nè. Cái co này nó mắc. Cái lá 1 ký có 15 ngàn à chị Ly. Mà nó biết nhiêu luôn. Cái con cá này cái đặc tính của nó là cái dãy nó mềm, nó rất là mềm nha. Nhìn vòng khứa là nó chóc ra hết trơn đó. Kệ nó chóc nhiều chóc, còn nhiêu hơn mình để mình nhúng luôn chứ mình không có đánh dãy. Cái mình rửa mình xử lý lại. Ở dưới chợ Gò Quao mình á, nghe cái con nước á là mấy cái loại cá bán cũng phong phú lắm. Rồi sáng đi có cá mè nè, rồi cá sủ nè, rồi cá gì nữa nè, cá chẽm, nhiều loại cá lắm, nhiều loại cá thông lắm. Hồi sáng này sao anh thấy em biết gì cá gì nhiều mà bự luôn, cá nâu. Cá nâu nữa. Thường cá nâu ít lắm, có mà nó nhỏ nhỏ mà. Hồi sáng này đi cá nâu nhiều. Anh ngủ quăng đi kiếm me non rồi mà không thấy thôi, mua này ăn trước. Ở chợ Gò Quao mình là rất là nghe cái con nước nha, là nhiều loại cá lắm, cá mắm là cũng phong phú dữ lắm nha. Tại ngay đó là ngay xong cái đó bà con người ta đánh bắt lịch xong cái cân cho bạn hàng tại chợ luôn. Ở chợ mình hồi sáng thì bạn cũng có thấy người ta bán cái phần thịt cá riêng nha, còn cái đầu nè người ta cắt dọc theo cái ức, cái đầu dính cái ức á để nó dành nấu canh chua. Hết sảy. Em thấy cái chị kia mua đâu cũng 3-4 cái gì nấu canh chua, 4 cái gì mà có 15 ngàn à. Chính là chưa lên được đâu phải không mẹ? À, mới bắt đầu tắm, mới đi quận vô. Dạ. Chính vì Tiên à, mẹ mới gọi lên ăn cơm mà. Chính vì Tiên mới đi quận vô à. Tiên thì làm cho hai người ăn qua không? Làm móng hay làm tóc mẹ? Làm tóc quá. Làm tóc lâu ha. Mới gọi đó, rồi bà Tiên bà Chính mới đi quận vô. Rồi heo cuốn nữa, mới xong đi tắm. Nó lùa quá trời. Chính nuôi heo nhiều không mà? Bày heo thịt á, anh 7 con đó, với heo con heo nái. Thế bà không đứng trọng trọng à? Nuôi heo nuôi gà là không được đi đâu chơi đâu, chỉ đi được buổi tối chút xíu. Không giờ chắc cả 5 tới ký. Đi được buổi tối. Còn nuôi heo đẻ là khó lắm. Đi đâu được chứ. Siêu đầu bếp đi lấy nước mưa nấu nước lẩu phải không? Ừ. Bữa nào đi chắc cái thùng ngoài chăm vô à. Đựng để xài. Đó mình trồng cò củ ba lớn nè, chúa lắm á, tại vì nhà đình nhà vậy đó. Dạ. Củ ba lớn này củ cả ký. Không gầy, khoai môn cũng không có nhiều mẹ. Mưa mà. Mưa. Đầu mùa mưa người ta trồng chứ ấy đâu. Bây giờ người ta mới bắt đầu trồng nè. Tháng 9 tháng 10 người ta mới thu hoạch. Cái khoai môn này á, theo bà con mà chồng á chia sẻ cho mình á, cái như cái này là bị dạt cái đít thì không nói nha, dạt cái đít nhưng mà khi mà chưa dạt á thì nó cũng bằng như này chị Ly, là khoai môn của Vĩnh Châu Sóc Trăng trồng. Còn cái loại mà nó chị Ly thấy cái đậu cái đít nó cũng nhọn nhọn ra như oan ha, như cái quả bóng bầu dục mà trong bóng bầu dục á là khoai môn của Cần Thơ. Giống khác nhau. Bà ơi, có gì lũ đạn. Có gì đó gì. Ơi, ăn của con. Mẹ ơi, mẹ ơi có gì? Có gì là ý là khoai môn. Con ngồi xuống cho nó biết té đó. Có gì? Khoai môn. Khoai mẹ. Nói chuyện ra cái gân súng kìa. Miếng miệng. Mẹ ơi. Đeo đeo mày cho. Có gì có gì. Rồi đe đi đậu cho mẹ giữ vậy. Gì đổi cho mẹ dữ vậy con? Đó gì? Khoai môn. Khoai môn luôn, giống nhau mà. À, khoai môn. Ai ba cầm cái khoai môn như trái lựu đạn hay nước nhíp. Đó gì? Đó xoài.
Dao. Đó gì không mà hỏi là đó gì, đó gì. Cái gì nó cũng hỏi bún. Dao mẹ, dao của mẹ. Đúng rồi. Dao không, dao của tôi. Ơ cái gì dao của tôi mà nhà của tôi mà dao của tôi. Không bị mà. Cô Bon là có một cái tính là rất là giữ của. Đồ của người ta anh lấy chơi với đồ của anh. Anh khư khư à. Dễ gì. Không được đâu con à. Bước một thành công rồi đó bạn ơi, lửa cháy rồi. Chị Ly phụ bếp cho anh Bon áp lực không chị Ly? Phụ bếp còn áp lực hơn anh. Chị Ly mà bữa nay phụ bếp không được á là mai lên bếp chính luôn nha. Em nghỉ nấu rồi đó. Tại phụ không xong là cái bắt đầu đầu bếp chính dớt không được hay gì? Dớt không nổi. Dớt không nổi. Tại vì đầu bếp này chưa có bằng. Giờ chị Ly phi của hành tím. Con thảo khoai môn luôn anh không? Ở đây anh thảo khoai rồi anh nêm nếm cho nó sống sống luôn. Bên tím này phi rồi làm gì đâu bếp? Một ít mình dưới lên cái bằng cá rồi. Còn một ít thôi nữa mình cho vô cái nước lẩu cho thơm. Tại vì mình không có sấy tỏi phi rồi mới nấu. Tại vì mình nấu cho khoai nó hơi gã gã ra. Thích như kiểu mà mình ăn khoai á, mình ví dụ cái nó bả bả hết hết mấy cái cạnh này. Cái nó còn lại cái lỗi ở trong kiểu như là nó béo á, kiểu gì đó. Anh thì thích vậy, nấu cho nó hơi gã chút xíu cho cái nước nó béo luôn. Quá trời khoai môn. Chị Ly ơi, có chừa lại nghít mơ làm chả giò không chứ em thấy nhiều quá trời nữa. Nấu nhiều ăn cho đã. Mà em thấy thường thường nha, mấy cái món gì nè là khoai nó hay hết trước lắm á. Đúng rồi. Vịt táo chao hay là cay ghi rồi đó. Khoai môn hay hết trước lắm, dẻo dẻo á. Này anh... nấu mềm thôi nó không? Anh nấu mềm thôi nhưng mà giờ anh sẽ nêm vô đây một ít gia vị. Nước mắm, ủa một ít muối, hạt nêm với bột ngọt, đường, cá một chút. Rồi cá có ướp gì không? Không, cá tí xíu nữa, đợi nó gáo cái anh sắp lên. Sắp lên cái mình cho cái củ hành tím á, chị Liên Giang phê giúp. Là nguyên xi gì thôi ha chứ. Cá mình tươi mà. Tính ra cái món này cũng đâu có cần bằng cấp gì anh không? Quan trọng là cái hất hất cái gia vị của anh nãy đó. Anh hất vô ít đường phèn nè. Trong đây mình có ít muối, ít đường, ít bột ngọt. Quên quên nói cho ít nước mắm chết anh luôn đó nghe. Cái con cá này quê mình bán cũng thường xuyên lắm, cũng không phải là ngày nào cũng có nhưng mà cũng khá là thường xuyên á. Nhưng mà cái món này thì quê mình thì chưa biết đến cái món này. Cũng có người anh chỉ cho giới thiệu cho mình rồi mới biết là cái món này nè. Tại vì ở dưới quê mình mấy cá này em thấy bà con kho lạc không à chị? Kho lạc là hết 90%. Nhà mình thì cũng kho lạc nha. Nó phần chua mà ít lắm. Còn nấu khoai cao này nữa. Ít nữa. Bữa nay gia đình mình nấu ăn thử. Thành cái món này là buộc là phải có lai gai nữa. Không có lai gai nó không có vô hệ. Tới nữa sau này em có đăng ký thì em nếu mà món nhậu là chị Ly phụ bếp em nấu. Ăn cơm thì chị Ly với Băng với mẹ thay phiên nấu. Em đang học đầu bếp mà em mới được cái bước nhóm lửa thôi. Mới chứ bữa nay mới được thực hành sơ sơ. Nãy anh nói anh thành công rồi, chị quay qua chị coi nấu đi nào, quay qua thấy nồi nước trắng giờ chưa chị chưa. Vậy sao không? Em nói em đi học đầu bếp hỏi là tương lai là em làm vô trong cái gì, quán nhậu nhà hàng hay là gì, em nói không. Em làm cho kiểu mà nhà hàng quê hương kiểu mà vùng quê á. Cái người ta mới kêu em là tập giếm củi trước, tại ở dưới quê là nấu bằng củi nãy nó thành công bước một là gì đó. Là mới cháy lửa thôi à. Quay qua thấy nồi nước trắng tinh. Trắng tinh đúng không? Trắng tinh. Rớt này, rau có chè thơm lắm. Quá trời rau nêm nhiều. Rau nêm thì bữa nay mình có phần tàu, bò rí với lại ngò gai. Một ít anh cho lên cá, còn ít hơi nữa mình làm cái rau nêm, cái nồi lẩu.
chiều là làm đồ ăn là rất là lý tưởng cả nhà. Mát quá à, gió rất là mát. Nhìn cảnh thì mát mẻ nhưng mà hơi buồn thôi, nhưng mà rất là mát. Gió hiu nè. Rồi, cho lên cá hành vô. Ừ, xong. Hơi gai là gai vậy thôi. Anh sắc nó hơi dày dày một chút á. Ừ, hơi dày dày xíu ha. Ừ. Miếng nữa đi, cho xanh xanh. Rồi. Gió quá không dám gưới, sợ nó bay. Rồi. Ghê lắm à. Rồi, đâu biết giữ ha. Trời ơi. Anh cho lên một ít củ hành hồi nãy, chili phi. Nhiều nhiều đi luôn. Ừ. Chili đúng là phụ bếp dữ, đều gan luôn á. Củ hành tím mà phi này cũng phụ thuộc vào cái cách sắt nữa, chứ không phải là phi phụ thuộc vào cái lửa hay là cái chảo hay là cái độ nóng của dầu đâu, mà cái cách sắt nữa. Mọi thứ nhiều người sắt quá thì nó sẽ miếng dày miếng mỏng, miếng dày miếng mỏng thì sẽ có miếng trắng miếng đen. Chị Ly thấy sao chị Ly? Quá hấp dẫn. Chị thấy chị phụ bếp cho em làm một điều rất là đúng đắn không? Nhìn nhà hàng luôn á, trời. Dạ. Thiệt luôn á kìa. Kiểu này dài dài nữa kìa. Nhà hàng là kiểu này là ăn hàng ở không chứ không phải là. Rồi phần này thì chút nữa hay tỏi phi với lại gao nêm mình cho vô cái nồi nước. Rồi em đi vô trong rồi nha. Nhường cho chị Ly trộn. Ngồi vô tới chị. Dạ. Bữa nay mình không có làm cái nước trộn gỏi mà mình trộn sống luôn. Trực tiếp luôn ha. Trộn trực tiếp luôn. Cho một xíu đường với một xíu nước mắm. Mẹ lấy cho con hai cái dĩa nhỏ nhỏ mẹ. Không, dĩa bự hơn chút, hơn cái đó một chút thôi mẹ. Con đừng gỏi nè mẹ. Bết qua cắt vô tay thì cà dục vô luôn. Xoài bí nữa vợ nữa. Cả nhà biết cái gỏi xoài bí không? Bạn kể cho quý ông bà cô chú nghe bà. Mình đó nhiều khi mình dựng một cái video á, mình cũng không có muốn cắt ghép nhiều quá đâu, cũng muốn chiêu mấy dài dài cả nhà. Anh con chọc chị Ly gỏi xoài bí là chị Ly nãy không biết là cái tôm khô đó là trộn vô hông, trộn luôn không hay là gứa lên trên mặt. Mẹ chị Ly hay kêu vào quậy nước mắm hay là trộn gì là cứ trộn hoài. Trộn để mấy 15 phút cũng trộn hoài. Không biết là có nên bỏ vô không. Là lúc đó là bí rồi đó. Lúc đó bí rồi đó. Hai vậy nè, xoài nè trộn thôi, không biết làm gì là kêu bằng xoài bí đó cả nhà. Rồi, giờ anh con bỏ vô. Sáng tay. Có những cái phải thống nhất, không thống nhất là bí liền hả anh không? Bí liền. Giờ mình sẽ cho tôm khô lên ha. Đồ bếp phải gửi ra ngoài chút đỉnh nè chị Ly. Tôm khô này nãy băng cũng có qua nước rồi, nó cũng mềm mềm rồi. Thường thường bà con mình mua tôm khô về cái mình ngâm nhìn nè, sơ qua mình rửa như rửa sạch luôn, rồi nó hơi có độ mềm lại dễ ăn. Em dám gửi chị Ly có gì sắp sắp vào em ha, em để lên cục vậy đi. Bên đây thêm ít nữa, cho hết luôn. Hết luôn, em canh là em lấy ra là vừa hết đấy. Trời ơi, hấp dẫn dữ ta. Hấp dẫn lắm em. Bữa nay anh Khải với chú Út với cha bà nhậu ít là phụ lòng đầu bếp lắm á. Bữa nay dì Tiên biết đầu bếp nào nấu không dì Tiên? Không, bông nấu là phải không? Dạ, bông nấu ạ. Trời ơi, dữ lắm. Chính thấy dì Tiên thấy cá là biết rồi. Chiều chính đi ruộng hả cha dì Tiên? Ừ, chính đi ruộng. Dì có khách tối bởi vì dì sạc điện thoại gì không nghe. Dạ.
Anh Quang điện mời Thiệp đi ăn nhà hàng quá trời mà không ai bắt máy trơn. Thùng lo đồ nè, em có em sạc đồ đầy đủ hết trơn rồi. Cái thùng bị lớn này cao không biết nổi ông cái gì vậy. Bên đây là tối nay cái món này là mình phải ca hát, thành ra chuẩn bị thùng lo bự thèm nè. Dàn âm thanh karaoke di động. Thôi nữa mấy dì cháu mình dọn xuống dưới đây nè. Cái mình ăn cho thoải mái, ăn cái khu nè. Trên bàn nó hơi chật. Dạ. Mấy dì đang bàn tán như quán nấu rồi đó. Quán nấu rồi đó. Ngày xưa món ruột của anh là kho hộp vịt thôi. Ngon điều chỉnh đi ha, rồi xong múc ra lẩu. Bữa nay có mấy dì lên chơi, dì Tiên với dì Chính mới lên trước. Bên đây thì có dì Tư, hai dì Tư với lại bác Tư. Chính. Dì Tư với bác Tư bữa nay có đi ruộng hay đi làm gì không dì Tư? Giữ nhà không? Dạ. Đi ruộng lúa. Ổng đi dặm lúa chứ. Bác Tư không có đi ha. Dạ. Mấy dì ngồi uống nước đi, cái lẩu múc ra cái mấy dì cháu mình làm xương xương. Trời trời, ngon, ok. Giờ anh sẽ cho một ít củ hành phi lên nè. Hết lửa hả? Ừ, anh đang lưỡi lửa liu riu thôi, bắt lên lẩu nữa. Hết luôn đi cho nó thơm ha. Dì lặn hơi khỏi cho luôn ha, mình cho hết đi. Ừ, cho hết đi. Rồi. Gâu nêm. Trời ơi, thơm nó dậy mùi, quá trời thơm. Có gạo nêm vô là cứu vớt đời tôi. Đúng không? Cái bất cứ cái món ăn gì ha. Có gạo nêm vô là cứu vớt đời tôi liền. Rồi, chuẩn bị bắt ra lẩu cả nha. Cái món này nó không có độc đáo ở chỗ cái cách nấu. Cách nấu thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái hương vị á, nó cũng lạ lạ, nó cũng khác biệt á. Nhiều khi cái hương vị mà không cần quá nhiều cái gia vị đâu. Nó mộc mạc vậy đó, nhưng mà nó lại ngon. Chiều nay thì gia đình mình có mấy cá cóc cả nhà. Mình nấu lẩu khoai cao, rồi có rủ mấy dì lên để ngồi ăn tối. Rồi sẵn anh Khải gót cái chai rượu hôm bữa ông anh cho hai chai nè, giờ còn chai để mấy dì thưởng thức chung luôn. Ngoài ra thì mình có làm thêm món gỏi xoài với lại tôm khô. Giờ mời cả nhà cùng ăn tối gia đình mình luôn ha. Rồi xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm. Chiền chiền cho anh đi Lê. Chiền đi. Gót đủ ly luôn hả anh Khải? Gót đủ ly luôn đi. Rồi mình uống nhiêu thì mình uống hang. Dạ. Phải phái chai rượu này rồi. Phải, anh khui bóc bóc đã quá. Thầy khui mà hả? Thầy khui. Đồng chí Khải là chuyên gia bên khui hả đồng chí? Nè nè, cho cả nhà nghe lại nè. Cười dòng khấu luôn chứ. Rồi anh Khải vớt ra cái mình mời mấy dì già đồ làm ly. Ông Khải để kế cho mình nốt này. Rồi mình mời đi. Thôi giờ cha uống ly cho. Mời cả nhà. Mời mấy dì dưới nè ha. 1, 2, 3 vô. Này nhắm chắc 50 thôi ha. 50 thôi. Ông thử rượu. Hai thứ cái gì? Một thứ sao này vàng quá vậy? Chắc cái ly nó trong quá. Im không Chính? Cho ai mắc đậu chân vậy? Nó mạnh đó. Nó mạnh hả? Giờ mình ăn gỏi xoài trước hen. Ngon lắm. Út bên kia có gỏi xoài chút. Bán chị Kính hôm nay mà ăn khoai trước. Ăn rau trước. Bên Út có gỏi xoài chưa? Có chưa? Có rồi. Tại khúc khúc mình nhìn không thấy được. Dạ dạ. Chị đi cho gỏi xoài như đang ăn chạy. Được không? Ngon lắm rồi. Đây. Em khen đặng hơn, người ta khen em lại anh Khải. Rồi gán khen nó nghe em. Mà cái nhà miếng gỏi ha. Được phải mua 19 rồi đó. Ngon thiệt mà. Rồi đó. Ủa, không? Cái đầu với cái mình. Nó chín lắm. Dữ quá. Bể gãy là. Chua ngọt ngọt. Chị ly cho rau chạy. Chơi đi cả. Rau cần. Hai loại nha. Nha. Đừng ra ngoài nữa. Đứng đây. Vòng vòng đây thôi. Cái này tí xíu nữa chín rồi đó mà. Đi.
nó gần chín rồi. Khoai nó bã rồi nè, giờ mình ăn khoai trước coi nha. Út thử khoai đúng. Khoai ngon quá. Nè, nó bã ra ngon lắm. Đây, hơi cái nướng mà nó bỏ ra mà ở dưới á. Khoai ăn đã thì dễ hơn nhiều. Đây cũng ăn chậm chậm thôi nha, dính chân răng nha. Ngon, khoai mà dẻo ngon quá. Dạ con có chuẩn bị bún. Làm con cá là cái dãy nó mềm giống như là mình chiên cá ta tự như ha. Cái kiểu như cá mè rồi đó anh Trải. Cái dãy nó mình để luôn cá he nữa. Cái con cá he rồi đó. Tới. Rồi, thịt lại. Tới rồi máy rồi. Máy rồi. Chính chưa ra, chắc chưa đâu ăn. Chút xíu đi ăn vậy. Đặt bề đi. Cái này nó bự lắm. Rau trước đi. Không để bề nào chín một bề thả lật lại. Vậy mình chín bề mình ăn trước rồi để bề kia xuống cha cái ăn xong cái. Thì vậy ra. Vì cái tay cái nước cái khoai môn thấy ngon rồi đó. Caramel biết caramel cũng 7-8 năm nay, 8-9 năm nay rồi. Thấy gì cũng yêu quá ta. Yêu lắm. Không bở hay gì? Không bở đâu. Chắc thịt lắm. Giò món thôi. Cha nói gì có ẩn ý gì anh Quang ơi. Vậy là mới mốt làm đè món này làm hoài đó. Chúc bạn ơi. Khoái này. Ăn là nhiều nhiều mới đó. Thời lợi như ông Hoàng. Chắc hồi sáng đi rồi nhờ đi chợ sáng gặp cá này. Dạ. Nó muốn làm món này mà không có cá này cũng thua luôn. Hiệu quá. Thôi buồn dữ quá. Thôi buồn dữ. Bún ăn bún nha. Phải chín rồi. Cái này nó khoảng canh như nó lóc cái chê nấu chín. Nãy giờ mình ăn nướng với khoai là biết tay nghề của họ nấu được rồi, còn cá chỉ là một lần thần thôi. Con phải mồm nó bả béo là muốn à. Bả ngon bún cho bún qua bên mà cá nấu với khoai môn là cũng ít có con cá nào mà nấu hợp lắm á. Dạ. Chứ đâu phải cá nào cũng nấu được đâu. Dạ. Con cá này nấu khoai môn, anh có biết là con cá mè người ta cũng nấu mà mè bự á nha. Nấu. Thôi giờ mọi người thấy bộ con nấu ăn ngon lắm sao mà ăn con không uống gì chân trời. Vô cái. Hả chị Ly? Chú Út đồ làm quá chú, phải uống rượu với con chứ, con làm mồi ngon cũng phải uống rượu với con chứ. 1, 2, 3, vô. Hồi quá là nó không bị chê là không có tới mình đâu. Mà nó vừa biết hồi, ra, hồi nãy làm chuẩn bị nấu, ủa cái cá này mà môn người nấu như vậy. Chưa giờ mới thấy mồm nấu với cá, trúc thịt rồi không rồi xương rồi không rồi. Dạ. Có hợp lý rồi, các bạn tay coi. Bữa sau ông đi cứu cá gì nấu mồm cái nó nghe. Ok. Đúng nghe, quá im. Thấy vậy cả nhà nói ngon ngon chứ nếu mà ngày mai mà cả nhà thấy lên một cái video là cá cốc mà kho lạc là chứng tỏ bữa nay ấy. Thì sáng con đi chợ là con tính rồi, là cũng mấy gì lên chơi cũng lâu rồi. Mà điện chính là con điện hai quận, giác một. Dắt sáng với dắt chiều mà chính đi ruộng rồi mẹ thì điện cho dì Tiên thay phiên nhau điện đi cũng mấy dì lên á, chẳng mấy dì mấy rủ dì Tư rồi bác Tư rồi nè, mà nó gồi rồi bữa nay ế rồi mua tới 3 con cá lận chứ nhà mình ăn 1-2 con là vừa rồi. Một con một. Dạ sáng là ý định từ đầu đó bởi con mới mua 3 con đó. Chính vừa anh sớm luôn không vậy hả? Về chính đấy trời ơi, ai trời ai đòi nợ không. Tính ai đòi nợ không dám điện lại luôn hả chính? Đẩy điện lại chết đời trời. Nào lưu tên đi lưu vũ trên tuyến làm đấu nấu cơm chết đời chính này lên đây nữa. Vô hả chính? Em ba bắt được cơm rồi mẹ chưa làm đồ ăn tại vì vừa chạy qua chạy lại lúc thì làm rồi cho heo ăn đó cá nó chín mềm kiếm rồi chính ăn được. Bên đây còn nè. Em chia cho anh miếng này nè. Ok, cảm ơn. Tại vì cái đó im hèn. Anh dụ anh Khải đang ngồi chơi với anh Khải hay gì chứ. Dụ cho có đồ ăn ngon á chia nhau. Tôi nghe rồi đó nghe. Đã thiệt. Cái ức nè, hồi nãy hai anh em chia nè. Béo quá Út ơi. Cá béo quá. Nhai cái dãy luôn nha. Cái nướng nó ngon rồi nhờ nhờ khoai môn. Khoai môn nó bả ra chứ phải con nấu ngon. Chứ phải con nấu ngon hết sao nãy giờ cha bẻ con quà. Bữa nào cha lên biết. Cái thịt cá này béo ngon. Béo quá. Béo ngon.
mà cũng có xương lắm đó nha, cũng có xương. Chính hả? Nó giống nhau, xương giống lắm. Mày dinh rồi nó giống giống vậy. Cái này trâu rồi ha, trâu với không? Nó cái he này là vậy đó. Ngon thiệt chứ. Cái cá nó ngọt. Cái cá này xương hả? Xương xương chữ y mà nó dài phải không cha? Xương nó bự. Dài. Mày nói cái he gì khó không trời? Có đó. Có cá he. Cái he nó tựa tựa cái mày vinh vậy chứ. Tưởng là mẹ nó vậy bả cũng. Bả bự lắm nha. Cá con nó bự lắm. Nãy mấy gì hỏi cá này mắc không hả? Cái này sáng con mua ký có 80. Phải không em? 80, rẻ hơn cá he. Rẻ hơn. Cá he tới trăm mấy. Vì bữa nào con làm món cá he cũng có gì lên nha. Trời ơi, kho lạc mà xoài bầm mà chấm chấm mà uống rượu một cái cũng bể tay đó. Bữa nào Út chỗ tài làm cá he kho kho bằng gì đó. Ngon Út. Rồi sao nói vậy? Chịu không mà cừ giọng ta như nè. Ha ha là không chịu đó. Còn he he là khác nữa hả? Cá he tại vùng mình không có, phải từ cái vùng An Giang nào đem về. Không thôi là me. Không, thật sự nếu mấy gì nói vậy thì để bữa nào em có cá he rồi mình làm buổi chiều. Cái mình gụ mấy gì lên mình kho lạc á chili mà bỏ lên cái chảo này. Cái rồi mình chấm rau sống ha. Mấy cá này anh nghĩ chắc dùng An Giang nó nhiều thôi chứ hả Băng? Cá he là dùng An Giang nhiều hả? Đồng Tháp trên hả? Đồng Tháp anh nghĩ là An Giang. Thì dùng cái miền trên á, An Giang, Đồng Tháp rồi đó. Quán làm sao tôi mà cá he xuống đây là cá. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy, An Giang, Đồng Tháp là nước nổi rồi, cá mắm là cũng phong phú hơn mình, cũng nhiều hơn mình. Chuẩn bị cá linh nữa rồi nè, cá linh về tới nữa giờ. Bữa dì Tư, dì Tư mẹ con rủ lên chơi mà dì Tư không lên. Dạ, bữa có mấy anh ở Sài Gòn xuống. Mày cầm bữa đó mà tới sáng nó mới giật mình á. Dạ. Mày cầm sợ hả? Mày cầm. Tư mới sợ mày công nè. Dì Tư cấp này đi làm gì dì Tư? Dì Tư cấp này đi làm gì? Đi quét giúp việc nhà ngoài ông Út Lầu á. Dạ. Ông Tấn Lầu. À, đi giúp việc nhà hả dì Tư? Dạ. Tính theo ngày hả dì Tư? Ừ, theo ngày đó 100 mấy, 107. Dạ. Không có làm nước. cái chín còn không gấp cho Út cái đầu đi. Anh gấp nãy giờ Út mắc cỡ kìa. Ngồi cái chín rồi mắc cỡ. Rồi cái chín mắc cỡ rồi. Mở gì? Một quả ngon. Út là rất là thích ăn cái đầu. Mà cái này mình hấp miếng cái ấm ấm cái nước nó chạy tới đồng chạy biết tới đó. Đã. Như là đã không kia đó. Đây, tôi thấy cái gì vàng vàng. Cá cóc nấu vô như vậy. Cái không hầm như nó mỡ. Thơm nè. Còn mắt thề, tôi thấy mỡ mỡ là tôi nhanh lắm. Mà cả nhà nghe. Cha nói vụ gì cá này nó hạp. Cha nói là cái file này với con cá này cá đồng nhận là nó hạp. Hạp với nhau. Cái này là anh Quang, cái này do tình hình là rượu nếp nương hạ thổ hết rồi, cha đem rượu nho ra cho mấy dì thưởng thức. Phải ăn mà xong là nó đang nguôi rồi dì Tiên ơi. Đâu mẹ thử miếng thôi. Bây giờ mình vô cái đi rồi mình hẹn cả nhà mình đem tiếp theo ha. Vô đi mấy dì này, vô cái gì nè. 1, 2, 3, vô. Rồi xin chào cả nhà. Bye bye.